Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay My Bitcoin sẽ hướng dẫn mọi người tham gia ăn chia 5.000 token AAB từ dự án Apple Card nha các bạn. Thì con AAB này nó có ký hiệu là tên của một dự án của Apple Card. Thì con này hiện tại con này thì đã list trên Uniswap luôn nha các bạn. Thì để tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn ấn vào nút Start để chat với bot. Sau đó thì các bạn cộng hai số này lại, các bạn điền gửi cho bot nhé. Sau đó thì các bạn ấn vào nút Start, chúng ta làm cái nhiệm vụ sau. Đầu tiên thì các bạn ấn vào nút Join Airdrop cho nhiệm vụ đầu tiên. Chúng ta tiến hành Join. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn ấn vào nút Next Step. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo là Follow Twitter. Chúng ta ấn vào Follow Twitter và điền lại username nha các bạn. Thì trên Twitter thì các bạn tiến hành theo dõi. Sau đó các bạn quay trở lại từng nhà. Các bạn chọn avatar, các bạn copy cái username ở dưới phần tên của các bạn lại. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái username Twitter của các bạn vào đây. Và gửi cho bot. Tiếp theo thì chúng ta retweet lại pin the bot, sau đó điền lại retweet link. Chúng ta ấn vào retweet on Twitter này. Chúng ta tiến hành ấn vào chia sẻ, chúng ta ấn vào tweet này, chúng ta chia sẻ lại bài viết này. Sau đó các bạn ấn về tường nhà, các bạn chọn một hồ sơ, các bạn chọn một các tweet về đã trả lời. Sau đó các bạn copy lại cái link bài viết bạn vừa chia sẻ nhé. Thì để copy được cái link bài viết thì các bạn dán mũi tên lên này nè, các bạn chọn dán mũi tên lên. Sau đó các bạn chọn sao chép liên kết đến tweet. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái link bài viết đó vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo thì yêu cầu chúng ta điền lại địa chỉ ví ERC20. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là MetaMask hoặc Miser Wallet. Chúng ta copy địa chỉ ví ETH và gửi cho bot. Các bạn dán địa chỉ ví của các bạn vào đây và gửi cho bot. Thì sau khi các bạn điền địa chỉ ví xong thì nó sẽ hiện ra link red cho các bạn. Thì đây là link red của các bạn. Các bạn lấy link red này đi tiến thêm bạn bè để nhận thêm cái điểm bon này nhé. Thì như vậy là video mình hướng dẫn các bạn tham gia ăn chia 5.000 đô token ABL từ dự án Apple Card đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.